chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư tôi có mặt tại bản Nà Sự để cùng bà con nhân dân tiếp tục tạo cảnh quan, chỉnh trang nhà cửa để làm du lịch cộng đồng. Trước mắt các bạn là cánh đồng Nà Sự. Nơi đây sẽ là điểm đến không thể thiếu trong chuỗi hành trình du lịch Tây Bắc. Mời các bạn theo chân tôi để xem mọi người làm công việc ngày thứ tư trong việc chỉnh trang nhà cửa và tạo cảnh quan. Đây là lực lượng Hội Cựu chiến binh xã Trà Nưa đến giúp bà con nhân dân bản Nà Sự thay thế các hàng rào B40 bằng hàng rào tre nứa. Bên này là các anh các chú cựu chiến binh xã đang gia công cái cột điện dùng bằng cây lõi để chôn theo con đường dọc tuyến của bản để thắp sáng vào ban đêm. Mọi người rất tích cực. Trong vài ngày tới là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng ánh sáng trưng từ đường quốc lộ vào bản và dọc cánh đồng Nà Sự. Cái này lắp bóng điện thì đẹp quá, đẹp luôn. Trên đường xuống bản cũng được mọi người tôn tạo lại cảnh quan, xây dựng các kiểu cảnh để trồng cây hoa cho đẹp. Và cái mái tôn cùng của bản thì mấy hôm nữa sẽ được thay thế bằng cây móc dùng bằng vật liệu tự nhiên sẵn có tại xã.
mọi người đang tích cực làm cầu tre để bắc qua con suối sang bãi đất trống bên kia để cho du khách trải nghiệm không gian về ban đêm, đốt lửa trại, các thứ múa xòe ở cạnh suối luôn. Mọi người thấy rất đẹp không ạ? Nước suối thì trong xanh luôn. Đây là đồng chí bí thư xã và đồng chí bí thư chi bộ bàn là sự rất tích cực khuân đá vào dọ đá để lát nữa sẽ bắc cây tre làm một cái cầu sang đây. Sao con là cái điệu này đều khá tận nơi cho mà sao nặng này. Con hơi nghiêng nghiêng một tí nó mới thành cầu tre lắt lẻo.
Trưa nay là khánh thành cây cầu tre nhá. Ôi đẹp đấy. Xuống xuống một tí đi, xuống một tí đi. Cho nó xuống cái vực đấy rồi. Đấy. Con lùng cái ốc tụng này. Hát nó khoát phát luôn rồi nè. Đi thế này say rượu cũng không sợ rơi xuống suối. Rồi đây, cuối cùng cây cầu tre đi qua suối đã hoàn thành các bạn nhé. Đấy, đi rất an toàn luôn. Cây cầu tre này là để nối qua từ bản qua suối sang cái bãi này. Để ngày mai là sẽ cho máy vào đây để san để làm cái sân. Chỗ để du khách trải nghiệm là ăn cơm ban đêm ở ngoài suối. Đốt lửa trại. Chỗ này là hai bên là suối chảy. Ngoài này nữa cũng có một khe suối chảy ra bên này. Đây, nước rất là trong xanh. Đây là đàn vịt bản thả suối. Con đường sinh thái máy xúc đang làm thì dưới chân kè cánh đồng là sự sẽ lắp 10 cái cọ nước để cho các bạn check in ở đây và xuống ạ. Một điểm đến rất là hấp dẫn không thể bỏ qua đúng không các bạn.